Dính rồi. Được không? Này nó dính luôn cái dĩa. Dính còn dướng. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Sáng nay hai chồng mình ra sông chiến sớm bạn ơi. Vẫn là năm anh em siêu nhân gao. Xanh, tím, hồng, có lộn. Xanh, hồng, cam, trắng, đen. Để bữa nào kiếm mấy cái cần đỏ ha. Đỏ. Đến nó. Bữa nay cá màu xanh hả? Bữa nay tới cửa cá màu xanh đúng không? Lấy cá màu xanh đó gì? Ừ, đúng là tại bữa màu hồng, màu cam mà bữa nay phải màu xanh. Rồi. Bàn giao nhiệm vụ. Sáng hai chồng mình mới thức ra chưa ăn sáng nữa. Nãy có đi chợ mua bịch bún một chút rảnh rảnh ngồi ăn. Giờ tranh thủ chiến nè bạn ơi. Theo luật là vậy đó. Theo luật là vậy, màu xanh dành nha, không có không đổi nha. Đây là màu hồng, màu cam, màu bữa nay phải màu xanh. Rồi để mình tranh thủ bóp mồi lụm bạn ơi. Để hồi nước lớn. Hồi nước nó giác này nước đang ngon. Mày hả? Ôi. Dính dính rồi rồi to rồi to rồi không? Phải dính thôi chứ trốn hoài sao được, giật thứ ba cũng dính chứ nhất quá tam. Cái gì đây nặng lắm chạy ghê vậy. Chim. Lên hàng có nhớt chim nghe bà con chú bác ơi, có chim bự rồi bạn ơi. Ăn ba cái rồi tới cái thứ ba mới dính. Dính kiểu này hết sảy rồi. Dính mang, dính đít, dính con câu, dính lum trên. Hai ba lử luôn, ba lử luôn ơi. Lại nuốt chậm nguyên cục mồi cái gì á. Dính kiểu này sao sảy được. Đây, đụng nha. Một con đầu tiên. Có nhớ của sáng nha. Đó, khoan. Đó, dính. Đó, dính rồi. Dứt. Rồi, nước không rồi. Kỳ gì? Chắc lắc rồi. Ù dở ẹt.
dính. Dính 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 nữa rồi. Cái nhỏ hả? Sát hay gì ta? Nhãn hiệu gì? Trời. Chim mini. Chim nuôi, chim nuôi. Đúng. Có cá cha luôn. Trắng phiếu. Bà xa. Ê, được á. Trời thảy xuống ăn trên tay luôn trời. Xàm. Nó cầm cái cần câu á dục cái bụng vô nó gị nó cái gì đến với cái bọc cô à. Nhưng mà dính luôn. Thời tới thiệt rồi. Đùng, cái dồ quá vậy. Trời ơi. Có nhớt. Ghê thiệt, thảy xuống ăn. Thảy cái bụng trong lại quất luôn á. Quay qua quay lại dòm, ủa sao tự nhiên cái cận giật giật chính cái bọc mà tiếu thiệt chứ. Hồi tới hồi tới rồi hồi tới rồi hồi tự bắp mồi đi. Rồi nhớ xàm thiệt, phải xuống xoa xoa cần cái quýu đến đâu dính cái bọc luôn. Rồi lụm cái trà sông luôn. Thank you.
lê lê luôn rồi. Trời. Cá he nhẹ luôn. Quá êm. Chưa rộng cái vồ nữa nè. Kìm nó mất tiêu rồi nè. Kìm bự ơi, kìm nhỏ. Đó. Vậy quá vậy nè. Ê, nãy giờ mình không có dính nhưng mà mình dính chất lượng nha. Có bự nhất á. Đi đi. Cười mình hả bạn? Không. Đừng cười nha. Cái nhỏ mà ăn khổ ghê ta. Dảnh mới nhắc cái dảnh mà ăn quýu cực luôn. Núp trong đây. Cá vô. Cá chanh nuôi. Nổi. Nghỉ nuôi luôn. Dẫn. Con cá gì đây? Cá dẫn nào ơi, chà bá lửa luôn. Dẫn bình kia. Ui, lụm nữa. Nay sáng vào khoáng chất quốc rồi, cần xanh é. Con này có vẻ bự hơn con mới dính nè. Chà bá luôn. Hai con dính lượt quá đã. Vô. Sao nó nhảy vô luôn à, ghê hồn thiệt. Hỏi cần câu tự động nhảy vô ghe luôn à. Ghê luôn à.
dính rồi nè, con này nè, dính bằng rồi, mày dính. Được không? Này nó dính luôn cái dĩa. Dính được dướng. Không có dướng. Xuống nghe rồi. Rồi sao? Dính luôn á, hai con kia. Dính nào vậy? Đây đây. Quá hay quá rồi. Gói địa hình chân rồi bạn ơi, dính tùm lum chân rồi. Thôi. Ôi sảy luôn cái gì rồi. Sảy rồi. Hai con mày dinh nha. Hồi nãy là hai cái rảnh này hai con mày dinh. Cần đó dính cá và sảy. Rồi gỡ cái ruột. Cá đang cặp tả giờ hồi nãy đang cặp cái rảnh bây giờ cặp mày dinh. Đây, quá ngon. Đây, cặp cá mày dinh luôn. Cá cũng bự á. Cá này là kho lạc được thôi. Không ăn thôi, ăn lận cặp đã được chứ. Rồi, cặp cái giảnh, cặp mày dinh xong. Bây giờ cặp sau kiếm cặp cá cóc coi, siêu to khổng lồ. Dính cá. Một em cá dảnh ú đùn luôn bạn ơi. Quá ngon. Mập ghê được chứ. Lù lù à. Chết. Cá bữa nay ăn thừa bạn ơi, lâu lâu có dính con luôn. Lâu lâu con. Nhưng mà kệ, có cá ăn là được rồi. Khui hàng. Thành quả sớm giờ hai chồng mình ra sông câu cá nè bạn ơi. Nhất này nước rồng chảy mạnh quá, với nắng lên là cái cá nó ăn chậm quá, lâu lâu mới dính con. Thôi về luôn, về cơm nước đói bụng rồi. Ngay dồ dính gai quá. Ngay dồ hồi thả hầm nuôi hai ba con vậy đó, mấy cái chim đủ loại luôn á, tính ra sớm giờ dính cũng đủ loại cá luôn á. Chim dảnh he gì dồ ba sa rồi có cá bên này không có cái xác hên. Được mấy cá cũng ngon bự không à, gỡ mấy cái dồ quá dính gai quá cũng được, mấy cái dảnh ngon ngon mà bự không nè. Đó đã ha, đây con bự nữa nè, ít nhưng mà cũng chất lượng lắm á. Được hai cái mì dinh, hai cái chim. Cái chim này cũng thả nuôi chứ nhỏ quá ăn chưa đã, nào bự bự á. Với lại chim nè, chim mini.
hai cá dồ, con cá ba sa với lại con cá hai nghệ nè. Rồi để mặn mấy cái rảnh này chiên cơm bạn ơi, cũng đói bụng mà, chiên giòn làm mắm chua luôn cho ngon. Mấy cá ú ú rồi. Hai cái mày dinh chắc đem xong rộng quá chiều ăn, mặn mấy cái rảnh chiên thôi đủ ăn rồi. Với cái hè nè, thả hai, để mình đi thả hai cái dồ với hai cái chim này luôn để hồi nó chết. Cái dồ hay gì chứ nó già lắm rồi nè, cả này là nó cứng rồi đó, ăn là dai luôn á. Cái sông mà nó ốm, cái đầu nó ốm nè, rút thịt luôn. Rồi ngon lành. Rồi để mình xử lý số cá này cái nghe. Nhiều đây chắc cũng cỡ ký ngoài 2 ký được à, cũng ngon ha, tạm ổn. Cá rảnh hay là cá mà dinh mình chiên giòn á, mình để cái dãy luôn mình chiên nó ngon nha, nó béo. Này chắc cá cũng chín rồi đó, gấp ra ăn cơm luôn ăn đây, đói bụng mà. Chắc này cũng 1 giờ mấy rồi, chiều luôn rồi. Rồi tắt bếp. Con cá ba sa nãy mình bỏ vô chiên luôn, phải 2-3 con mình kho được, con này con thôi chiên luôn. Cá ba sa thì chiên không có đúng bài nha, kho khô mới đúng bài. Đấy, ngon lành, dầu rụm luôn á, giòn cái xương luôn, chiên giòn dễ ăn mới đã. Nãy mới làm xong chén nước mắm gừng nữa kìa. Rồi cơm thôi, cơm thôi. Đây có canh bầu, hôm nay ăn bầu suốt luôn á, bầu luộc, bầu canh, bầu kho, bầu hấp cơm u các kiểu đều luôn. Về bầu với sông trái quá trái vậy. Ăn bầu luôn. Rồi lụm. Cơm thôi. Cơm. Nóng vậy nè, ăn liền ngon. Mắm gừng nữa bạn ơi. Chan vô cho đã. Chơi nguyên một nồi canh luôn. Nguyên cơm không? Hôi. Cơm hôi, hôi nhiệt tình như bạn. Hôi, hôi không ăn cơm không hả? Không cơm hả? Vô, không ai ăn, mình ăn mình nên luôn bạn ơi. Quất hết 4 cá luôn. Ăn cá vừa cơm. Cá này mình chiên mình ăn liền nó ngon. Chứ còn để nguội là hết ngon rồi. Nó còn nóng gì đó nó béo. Nó giòn á. Cá hai đỏ béo ghê gớm luôn. Sớm giờ ra xong gió gió cái nó mắc ngạt mũi nữa.
chảy nước mũi, gió quá gió, tháng này xong gió dữ thiệt, hù 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 luôn. Sáng cái đầu nó béo. Dứt thêm ly cà phê nữa bạn ơi. Cơm xong tán ly cà phê cho nó sướng sướng xong cái lên võng tạm giấc. Tạm giấc tới chiều luôn á. Má bạn phê mình nha. Cơm trong cà phê. Kháng đi không uống cà phê. Quất cho nó phê cái hồi lên võng mình à. Phê luôn. Chắc này gió ghê hồn được chứ. Trời lúc này chắc chiều gió khủng khiếp thì. Bởi vậy tranh thủ đi câu ghi chắc sáng mà. Sáng nước còn ngon mình câu chút đi đó, kiếm cá gì ăn. Bữa nào anh hên chúng chúng thì được dạng cá bự, bữa nay thì không có cá bự. Rồi mời bạn miếng cà phê nữa nha. Thôi đến đây chắc mình cũng xin kết thúc chương trình luôn bạn ơi. Hẹn bạn ở những chương trình tiếp theo nha. Giờ thì làm miếng cà phê rồi ngủ giấc cái giấc này nó đuối đuối rồi. Sáng thì văng nắng văng gió cái nó cũng phê rồi. Rồi chào tất cả các bạn, gặp lại những clip tiếp theo nha. Chúc tất cả các bạn nhiều sức khỏe nha. Rồi vậy nha.